Bản tin tiếp theo cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc tiến hành cuộc thảo luận về quốc phòng. Theo các giới chức quốc phòng của Trung Quốc và Hàn Quốc đã mở phiên họp đầu tiên sau một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên cách đây hơn một tuần. Đại diện hai bên gặp gỡ hôm qua tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Trung Quốc đã mở các cuộc đàm phán hầu như thường niên để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Yon Son-gu, vụ trưởng vụ chính sách quốc tế của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã gặp Quang Hữu Phi, vụ trưởng vụ quan hệ đối ngoại của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, để thảo luận các biện pháp để đáp trả các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã phản đối cũng như phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của quốc tế, lên án vụ thử nghiệm mà Bắc Triều Tiên nói là một cuộc thử nghiệm bơm nhiệt hạch. Hôm thứ Tư, thì Tổng thống của Hàn Quốc là Park Geun-hye kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên để buộc nước này chấm dứt chương trình hạt nhân hoa kỳ cũng muốn trung quốc tăng lên sức ép đối với bắc triều tiên để bình nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình